Ok, xin chào tất cả bạn là thành viên của Zalaisai. Thì trong video ngày nay, bản thân thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết gửi email cho công ty Zalaisai khi các bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân tài khoản của mình, cũng như khi các bạn thực hiện KYC xác minh tài khoản thất bại thì các bạn cần phải viết như thế nào và các bạn cần phải làm như thế nào cho đúng. Thì các bạn hãy bớt chút cái thời gian của mình, nhấc cái điện thoại của mình lên và làm theo hướng dẫn của thầy nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Xin mời. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản Zalaisai của mình. Thì đây là cái tài khoản Zalaisai của Thành đã xác minh KYC thành công. Thì để mà chúng ta thay đổi thông tin cá nhân hoặc là khi mà cái tài khoản của chúng ta xác minh KYC thất bại lần đầu tiên, nhưng mà khi mà chúng ta làm lần thứ hai thì nó bắt chúng ta thanh toán, thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Thì chúng ta cần phải viết gửi email cho công ty để công ty Zalaisai hỗ trợ cho chúng ta. Bằng cách nào thì đầu tiên mọi người sẽ ấn vào ba gạch góc trái trên cùng cho em. Sau đó thì mọi người kéo xuống. Mọi người ấn cho em cái phần personal detail đây này. Nếu như các bạn không biết tiếng Anh thì các bạn có thể để tiếng Việt. Thì mọi người kéo hết cho em, mọi người ấn cho em phần thông tin cá nhân. Ok, sau đó thì mọi người kéo xuống cho em. Đây là cái phần thông tin cá nhân của Thành. Thì mọi người cứ làm theo hướng dẫn của em nhé. Vậy thì để mà chúng ta thay đổi thông tin cá nhân Gmail hay còn gọi là email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, thì mọi người ấn cho em cái phần email của công ty, cái phần màu xanh đây này. Mọi người ấn cho em. Mọi người ấn Gmail này hai lần. Ok, thì nó đã cho chúng ta được cái địa chỉ của email công ty rồi. Thì chủ đề của chúng ta viết là chúng ta xác minh tài khoản KYC thất bại lần đầu tiên. Thì chúng ta gõ cái chủ đề là xác minh tài khoản Zalaisai. Xác minh tài khoản Zalaisai. Và chúng ta soạn một cái văn bản, thì ở đây em cũng đã chuẩn bị một cái văn bản rồi. Thì em sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì mọi người sẽ copy và làm nhé. Ok, thì có rất là nhiều người không biết tiếng Anh. Thì đầu tiên là chúng ta chỉ cần sao chép cái này này. Sao chép cái này nhé. Đấy, chúng ta sao chép. Đây, chúng ta sao chép này. Chúng ta ấn sao chép tất cả nhé. Sau đó chúng ta ra Google dịch thôi. Sao chép này. Sau đó chúng ta ra Google dịch thôi. Đây, chúng ta ra Google dịch nha. Đây. Đấy, bạn nào chưa tải Google dịch thì chúng ta tải về. Sau đó chúng ta dán vào. Đây. Đấy, nó sẽ ra luôn. Chúng ta copy phát. Ngon lành luôn đúng không ạ? Đấy. Rồi sau đó mình xóa cái này ra. Sau đó mình viết tiếng Anh vào, đúng không ạ? Nhưng mà mọi người phải viết cái tên email của mình vào nhé. Đấy, tên tôi là gì, email. Đấy, tên đăng nhập, quốc tịch là quốc gia Việt Nam của mình ấy, và cái bảo trợ của chúng ta. Thì chúng ta viết vào, đấy. Sau đó chúng ta đính kèm hình ảnh thôi. Thì mọi người nhìn thấy cái chỗ tam giác màu xanh này có một cái hình này đính kèm này, chúng ta ấn vào. Sau đó chúng ta ấn vào đính kèm tệp. Sau đó chúng ta lấy cái ảnh mà chúng ta tài khoản mà chúng ta đã thanh toán rồi. Đấy, chúng ta ấn lấy 2-3 cái ảnh vào. Chúng ta kèm với chỗ thank you cảm ơn nữa. Đấy. Chúng ta ấn luôn này. Đấy, chúng ta ấn cả thất bại này. Đấy, chúng ta ấn vào đính kèm này. Đấy. Chúng ta ấn vào cái chỗ mà nó bảo là cảm ơn bạn đã gửi này. Đấy, chúng ta ấn tiếp một cái nữa. Đó là cái nó bắt chúng ta thanh toán. Đây, đây là bốn cái ảnh. Đấy, thấy chưa? Ok, sau đó là chúng ta ấn gửi. Là xong thôi, cần gì chúng ta cần biết tiếng Anh rồi. Đấy, chúng ta kiểm tra lại nhé. Chúng ta kiểm tra lại cái thông tin mà chúng ta gửi nhé.
Đây, chúng ta đang gửi cái tài khoản đây. Đấy, nó sẽ cập nhật cho chúng ta nhé. Đấy, tiếng Anh luôn, ok. Tương tự khi mà chúng ta muốn thay đổi thông tin cá nhân, Gmail hoặc là số điện thoại hoặc là tên của mình, thì chúng ta cũng ấn vào cái email của công ty. Thì mọi người cũng ấn vào cái đường link này, đường link email của công ty. Đấy, sau nó sẽ ra cái Gmail của chúng ta luôn. Sau đó chúng ta nhập chủ đề là chúng ta muốn thay đổi thông tin Gmail mới này, thì chúng ta ấn là thay đổi thông tin Gmail cũ sang Gmail mới, sang Gmail mới. Đấy, sau đó chúng ta soạn email thôi. Thì ở đây thì em cũng đã soạn văn bản sẵn rồi, thì em dán vào, thì mọi người chú ý và em sẽ để dưới phần mô tả video và mọi người làm theo nhé. Đấy, thì mọi người cũng vẫn muốn để làm sao mọi người điền xong, thì mọi người muốn để chế độ tiếng Anh thì mọi người sẽ ra Google dịch nhé. Ok, đấy, sau đó là chúng ta ấn gửi thôi. Ok, như vậy thì trong video ngày hôm nay thì em cũng đã hướng dẫn cho mọi người cách viết gửi email cho công ty Gia Lai Sai để công ty Gia Lai Sai hỗ trợ. Thì mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của em để nhận những cái video mới nhất của em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video mới nhất về dự án Gia Lai Sai.